Xin chào tất cả các bạn, mình là thầy Minh Minh. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong các video dạy tiếng Trung vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần của Lạc Lạc. Điều đầu tiên khi mới học tiếng Trung mà gần như bạn nào cũng hỏi thầy đó là: thầy ơi, đọc các số tiếng Trung như thế nào để em có thể giao tiếp được với người Trung Quốc, em hỏi được giá tiền hoặc là đơn giản là nói được tuổi tác của em. Vậy thì hôm nay thầy sẽ cùng các bạn học cách để nói các con số tiếng Trung từ nhỏ đến lớn. Nào, bắt đầu thôi. Đầu tiên hãy cùng với thầy Minh Minh đọc những con số cơ bản nhất từ 0 đến 10 nhé. Liếng, liếng. Y, y. Số này khó hơn một chút. R, R. Các bạn nhớ cong hết đầu lưỡi về phía sau. San, san. Sư, sư. Khi mới học chúng ta rất hay phát âm nhầm số này, và chúng ta cần phải lưu ý là kéo căng môi sang hai bên, đầu lưỡi để mặt sau sang cửa trên, thành 4. Nếu đọc nhầm là thành 3, chúng ta sẽ đọc thành chữ sử, có nghĩa là trên. Số tiếp theo, ủ, ủ. Liệu, liệu. Các bạn nhớ là thành 4 nhé. Chi, chi. Số này chúng ta cần phải bật mạnh hơi ra. Người Việt Nam rất thường hay không bật hơi, cho nên là người Trung Quốc sẽ không hiểu chúng ta nói gì đâu. Ba, ba. Chiểu, chiểu. Nào, số cuối cùng thôi. Sứ, sứ. Các bạn lưu ý số 10 và số 4 rất hay bị đọc nhầm với nhau. Số 10 là sứ, số 4 là sự. Các bạn nhớ đọc số 10, hãy tròn môi và rõ chữ. Với các số từ 11 đến 19, cách đọc sẽ rất đơn giản. Các bạn lưu ý công thức sau nhé. Sứ cộng với chữ số hàng đơn vị. Ví dụ như sứ y, sứ ở, sứ san, sứ sự. Còn 18 thì sao nhỉ? Chính xác, sứ ba. Vậy còn cách đọc số từ 20 đến 99 thì sao? Cách đọc như sau. Số hàng chục cộng với 10 cộng với số hàng đơn vị. Nếu chữ số hàng đơn vị là số 0 thì các bạn bỏ qua, không cần đọc đâu. Ví dụ 20, 30, 40, 50, 21, 22, 23. Nào, chúng ta cùng chơi một trò chơi nho nhỏ nhé. Các bạn nhìn xem số 36 chúng ta đọc như thế nào. San sử liệu. 48 thì sao? Sử sử ba. Còn 69? Chính xác, liệu sử triệu. Vậy khi chúng ta đọc các khoản tiền lớn như là hàng nghìn hay là hàng triệu thì sẽ làm thế nào nhỉ? Rất đơn giản thôi, hãy học cùng thầy Minh Minh nhé. Bảy có nghĩa là hàng trăm. Hàng nghìn thì sao? Chien. Hàng chục nghìn, one. Người Việt Nam hay bị đọc nhầm con số này bởi vì người Việt Nam thì không có đơn vị vạn, cho nên khi mà học chúng ta cần phải cố gắng tránh sự nhầm lẫn này. Hàng triệu thì sao? Phải, one. Đây là mốc mà các bạn cần phải lưu ý vì nó rất quan trọng với người Việt Nam. Còn người Trung Quốc thì sao? Khi họ ở Việt Nam thì họ cũng tự chế ra một đơn vị đọc na ná như hàng triệu của tiếng Việt. Đó chính là trọng, trọng. Ngoài ra có một sự khác biệt rất lớn khi người Trung Quốc đọc các số có từ 5 chữ số trở lên. Người Việt chúng ta dùng dấu chấm để ngăn cách 3 chữ số, thì người Trung Quốc người ta dùng dấu phẩy. Nếu Việt Nam ngắt để đọc số theo từng 3 chữ số một giống như khi viết, thì người Trung Quốc lại ngắt thành 4 chữ số. Hãy thử luyện tập với các con số sau đây nhé. Theo quy tắc của con số này, chúng ta sẽ ngắt 4 số để biết được chữ số đứng hàng thứ 5 từ phải sang trước, dấu gạch chéo chính là số hàng vạn. 10.000. Vậy số này chúng ta đọc là 50.000. Ủ vạn. Ủ vạn. Trước dấu gạch chéo con số này có 2 chữ số, vậy sẽ là 10 vạn. 10 vạn. 10 vạn. 100.000. Số này sẽ đọc là ủ 10 vạn. Nguyên tắc này hơi khó nhớ một chút nên các bạn cần phải luyện tập thật nhiều nhé.
Nếu như các bạn muốn học tiếng Trung online cùng các giảng viên nhiệt tình của Lạc Lạc thì hãy click vào link bên dưới nhé. Khi đọc con số có tới 3 chữ số trở lên, chúng ta sẽ đọc lần lượt từ trái sang phải. Với mỗi hàng, chúng ta sẽ đọc chữ số đứng tại hàng đơn vị đó, cộng với đơn vị chục, trăm hoặc là nghìn, vân vân, tương ứng với nó. Cùng xem ví dụ nhé. 123. Hàng trăm là 1, vậy mình sẽ đọc là 100. Hàng chục là 2, sẽ đọc là 20. Hàng đơn vị là 3, sẽ đọc là 3. Vậy số này sẽ đọc là 123. Với số 1234, hàng nghìn là 1, vậy đọc là 1000. Hàng trăm là 2, đọc là 200. Hàng chục là 3, đọc là 30. Hàng đơn vị là 4, đọc là 4. Số này đọc là 1234. Hãy cố gắng luyện tập thật nhiều các bạn nhé. Vậy là thầy Minh Minh đã giúp cho các bạn tìm hiểu về các cách đọc con số trong tiếng Trung. Từ nay, mỗi khi nhìn thấy con số đếm, các bạn hãy nhớ ngay đến các bài học của thầy Minh Minh nhé. Để theo dõi các bài học giao tiếp tiếng Trung rất dễ hiểu, dễ áp dụng vào đời sống cùng với Lạc Lạc, các bạn hãy nhớ ấn nút like, share và nút subscribe màu đỏ bên dưới cùng nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất nhé. Còn nếu các bạn muốn học tiếng Trung một cách thực sự bài bản, hệ thống và đặc biệt được rèn luyện cùng với các giảng viên tuyệt vời của Lạc Lạc, các bạn hãy nhớ tìm hiểu khóa học tiếng Trung giao tiếp online ngay tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Okay.